Chào tất cả bà con nhá. Đây, em đi cẩu chân giáo đây, phục vụ các bác bút pha đó. Bác xem cho em xin vân ai đăng ký nhá. Đây, cẩu chân giáo tiệp đây. Bà con nhá, chương trình làm mặt bằng đang bị tạm hoãn do là vướng mấy con bơm này này các bác ạ. Mấy con bơm bê tông chặn đường để chở đất xuống làm mặt bằng rồi các bác nhá. Mai mới bắt đầu lại chơi mặt bằng tiếp được các bác. Hôm nay dỗi đi cọc sắt đây, chân giáo rồi giáo tiệm các bác cốt pha, các bác ghép nhà xưởng này. Đang quay máy mà đi đấm đầu vào cái sắt người ta đang cạo ấy.